Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin chứng khoán 5 phút cùng với GITP ngày 28 tháng 9 trên kênh ITP Club Channel. Và ngày hôm nay thì GITP đã chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện, đó là gì? Thị trường hồi lên để chúng ta bán, thì trong một xu hướng giảm thì chúng ta còn nên mua thêm hay là chúng ta chờ đợi hồi lên để bán các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì GITP sẽ chia sẻ với các bạn những cái thông tin về mặt trước cái giờ giao dịch, xem chúng ta có cái thông tin gì không các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy là VN Index ngày hôm qua thì có một cái đà phục hồi. Tuy nhiên rằng là các bạn, mình vừa đọc được một số cái thông tin thì các bạn có thể thấy là khi mà thị trường hồi phục đi lên ấy, thì Chủ tịch Lương Thị Thìn đã bán thành công 20 triệu cổ phiếu đất xanh đấy, hay là khối ngoại mua ròng cổ phiếu GEX gần 111 tỷ đồng. Các bạn có thể thấy được là có những cái thông tin nó khá tích cực. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là vào những thời điểm này thì đồng đô lên đỉnh trong vòng 10 tháng. Các bạn có thể thấy cái giá đồng đô đô la, thì chỉ số đồng đô la index thì đã lên đến vùng đỉnh. Và có thể các bạn có thể thấy là nó đã tăng 4%, hơn 4% trong từ đầu năm đến giờ. Các bạn có thể thấy cái đồng đô này tăng rất là mạnh trong mấy tháng qua chứ, so với các bạn. Các bạn có thể thấy một trong những dấu hiệu, đó là cái giá dầu tại thời điểm GITP đang cập nhật đã lên đến 94.21 đô. Mà trước đó trong cái những cái live stream của GITP thì có chia sẻ các bạn là giá dầu sẽ lên 100 đô phải không ạ? Mà giá dầu lên 100 đô thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái áp lực khi mà chúng ta tham gia trên thị trường các bạn nhé. Đó là chúng ta đi ra ngoài cũng sẽ gặp những cái giá dầu và giá xăng sẽ tăng lên rất là nhiều các bạn. Và tối hôm qua thì Dow Jones cũng đã bắt đầu có những xu hướng nó xấu hơn. Các bạn có thể thấy có những lúc mà đi xuống những cái vùng thấp nhất là 33.300. Tuy nhiên các bạn thấy có những đà phục hồi, tuy nhiên lại gặp những cái vấn đề ở chỗ là ngay tại cái giao găm Ichimoku Thịnh Pháp ở 33.700 và lại tụt xuống ở 33.550. Các bạn giảm nhẹ 0.68 điểm. Tuy nhiên các bạn có thể thấy trong Ichimoku Thịnh Pháp thì trong khung daily thì các bạn thấy đây là một cái xu hướng giảm, khi mà một cái dao găm nó đã chỉa xuống và hai kiếm nó chỉa xuống rồi, thì các bạn thấy là xu hướng Dow Jones vẫn tiếp tục giảm các bạn nhé. Và mình có thể xem lại là hôm nay đó là một cái điều may mắn là nó không tăng các bạn, tăng làm các bạn đua lệnh là cũng là rất là mệt mỏi các bạn nhé. Cho nên nó sẽ linh sinh. Và những thời điểm này thì các bạn có thể thấy được là hai cái giáo trong H1 của Ichimoku Thịnh Pháp đang hợp bích lại rất là mạnh, nhưng mà tuy nhiên lại nó lại nằm dưới mây. Đầu tiên là hai kiếm hai giáo nằm dưới mây và đang hợp bích lại rất mạnh, và có thể là một cú chỉa xuống chăng các bạn nhé, có thể là một cú chỉa xuống chăng đấy, đi lên rồi sau đấy lại chỉa xuống, đấy là một cái điều rất là nguy hiểm các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được là đây là những cái thông tin chung về mặt thị trường và GITP muốn chia sẻ với các bạn. Còn về mặt VN Index thì GITP chia sẻ với các bạn là vào những thời điểm này thì chúng ta có thể thấy ngày hôm qua thì GITP đã phân tích trên livestream rồi. Tuy nhiên những bạn đang xem buổi sáng này thì các bạn có thể thấy được là chúng ta có một cái phiên hồi phục nhờ có cái khách sạn trong cái khung H1, và các bạn có thể thấy là vào những thời điểm này thì khách sạn vẫn đang mở nguyên và chúng ta mới đi lên được ở nửa cái phần của khách sạn, đó là lên đến vùng 1162.5. Đây là những cái vùng khách sạn có thể vươn tới trong mấy giờ tới. Tuy nhiên đây lại là một cái xu hướng mà các bạn có thể thấy là hai dao hai kiếm nó đang đi xuống và nó đang cân bằng trở lại. Hai cái dao găm này đang cân bằng trở lại ở những cái vùng kháng cự là 1188, 1190 các bạn nhé. Những cái con số mình dưới ITV đọc thì nó chỉ ở trên này thôi. Các bạn chỉ cần theo dõi là các bạn thấy rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm qua thì chúng ta có thể thấy là một cái phiên phục hồi, nhưng mà với những cái sự lo lắng thì các bạn có thể thấy là nhà đầu tư không mua nhiều, bởi vì khối lượng tổng giá trị là đang là 18.000, hơn 18.000 tỷ. Và các bạn có thể thấy cho dù là tăng 15 điểm nhưng mà nó đến từ các cái cổ phiếu trụ là chính, đúng không ạ? Nó đến từ các cái cổ phiếu trụ và sắc xanh nó lan tỏa, nhưng mà sự e dè của các nhà đầu tư, lo lắng của các nhà đầu tư mang tính chất là hồi lên để bán. Và trong ngày hôm nay cũng vậy. GITP chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn, đó là gì? Thị trường này đấy là một cái pha hồi phục trong một xu hướng giảm, hồi phục trong một xu hướng giảm các bạn nhé. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy đấy là những cái vùng hỗ trợ của trong Ichimoku Thịnh Pháp.
tại cái vùng 1130, 1142 như dự án ITB đã chia sẻ với các bạn trước đó. Thì khi VNX về đến đây thì hy vọng là có những cái đà phục hồi quay trở lại. Tuy nhiên các bạn có thể thấy đây là phục hồi để các bạn có những cái cơ hội bắt đáy trong cái ngày thứ hai và ngày thứ ba thì các bạn sẽ có những cái cơ hội các bạn bán ra. Phải nói rằng là khi chúng ta tham gia trên thị trường, chúng ta đã có những cái pha bắt đáy các cái cổ phiếu chứng khoán. Thì các bạn có thể thấy những cái cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta đã bắt đáy rồi thì chúng ta có cơ hội lên hồi lại 10%, 12% thì các bạn nhớ chốt lời. Bởi vì chúng ta phải chia tỷ trọng chốt lời dần. Bởi vì khi sống một cái xu hướng là với những cái tổng giá trị khối lượng này thì các bạn có thể thấy là thanh khoản nó đang chưa cho thấy chúng ta một cái điều khá tích cực. Tuy nhiên đây cũng là một cái điều dễ hiểu vì rất nhiều người lo sợ mà chỉ nghĩ đến chuyện bán. Thì chúng ta đừng quay xe các bạn nhé. Chúng ta đừng quay xe. Ví dụ các bạn đã xác định là lên để bán thì các bạn nhớ bán. Các bạn đừng có thay đổi tư tưởng trong vòng một đêm. Bởi vì sao? Sau khi các bạn thay đổi và các bạn không giữ vững lập trường ấy, thì khi nó giảm các bạn sẽ bị thua lỗ nhiều hơn. Đó là gì? Các bạn sẽ thay đổi tư tưởng. À, thị trường đã tạo đáy rồi và quay trở lại đi mua. Đó mới là cái chết các bạn. Mua FOMO vào lại chết đấy và sau đó lại tiếp tục bán khi mà thị trường giảm. Đó mới là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái khó khăn trong thời gian qua. Và dưới ITV vẫn chia sẻ với các bạn một cái góc nhìn, đó là thị trường nó vẫn sẽ phải có những cái đà phục hồi. Tuy nhiên đà phục hồi của thị trường thì các bạn có thể thấy là trong tuần này khi mà nó đang nằm dưới cái vùng phục hồi về dưới vùng kỳ run là 1175.9, 1176 đi các bạn, thì nó là một trong một cái xu hướng giảm các bạn nhé. Chỉ cần đóng nến tuần ở trong tuần này nó nằm ở dưới cái vùng 1176 thôi thì các bạn thấy cái rủi ro nó vẫn còn cao. Đầu tiên là các bạn có thể thấy được là chúng ta có thể thấy được khi mà thị trường đi lên á thì chúng ta rất là thấy năng lượng rất tích cực. Nhưng thị trường đi xuống thì chúng ta phải nghĩ lại là những cái quá trình đó làm cho chúng ta thay đổi về mặt suy nghĩ, chán, không muốn kinh doanh cổ phiếu nữa, thậm chí là muốn từ bỏ khỏi thị trường. Nhưng khi thị trường phục hồi thì các bạn lại bảo, ôi đây là cơ hội rồi, chúng ta lại tham gia vào. Cho nên những cái điều mà chúng ta không nhất quán trong cái suy nghĩ của chúng ta không chiến thắng đúng cái bản thân của mình, thì các bạn sẽ thấy là một cái sai lầm sẽ nối tiếp một cái sai lầm và sửa chữa một sai lầm bằng một sai lầm, đó chính là một cái sự thất bại đau đớn hơn các bạn nha. Và khi mà thị trường phục hồi lên thì quan điểm của GITV, các bạn sẽ có cái cơ hội chốt lời cũng như hạ cái tỷ lệ thua lỗ của các bạn nhiều hơn. Cho nên bạn cố gắng sử dụng những cái lúc thời điểm mà tăng giá lên là các bạn nên hạ tỷ trọng các bạn nha. Và các bạn có thể thấy được là trong ngày hôm nay thì diễn biến trong ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là nếu thị trường có những độ hứng phấn mà tăng luôn ở trong 45 phút đầu tiên, một tiếng đầu tiên thì nó rất là nguy cơ các bạn tăng lên đến cái vùng 1162 luôn ấy. Thì mình chia sẻ các bạn là một cái mũi tên, nếu tăng lên đến 1162.5 luôn thì nó sẽ có những xu hướng giảm. Bởi vì trong khung 15 phút khách sạn đã bắt đầu hình thành khách sạn hút giá về vùng 1140, đã bắt đầu hình thành về khách sạn 1140. Nhưng tuy nhiên dưới ITB chia sẻ với các bạn là nếu trước trong vòng buổi sáng, trong vòng 3 tiếng đầu tiên mà nó giữ được 1147 thì nó còn có cái cơ hội đi qua cái eo mây này các bạn. Đấy, nó giữ được trên 1140, 1147 thì nó còn có đi qua eo mây này. Còn nếu mà nó lao thẳng xuống luôn ấy thì mình nghĩ rằng là nó chưa lao như thế đâu. Nhưng mà các bạn có thể thấy được là vào đây là có những cái vùng đang vùng cản rất nhiều của khu mục mây. Nhưng khi đi lên đầu tiên là 1162 và 1177 ở đây thì đây là những cái đà phục hồi lên đến đây là nó rất, lên đến đây là nó rất. Các bạn nên nhớ đây, vùng cân bằng ở đây này. Cũng rất bằng này. Có đi lên đến đây nó cũng sẽ về vùng cân bằng ở đây. Có đi lên đến đây nó cũng về vùng cân bằng ở đây, nó hút giá về đây các bạn. Và đây là một trong những cái mà ngắn hạn các bạn nhé. Còn về mặt xu hướng lớn hơn thì mình sẽ không kinh doanh như tại thời điểm này. Mà mình càng lên thì mình sẽ có những xu hướng là sọt thôi các bạn. Và mình chia sẻ với các bạn là một trong những cái xu hướng là sẽ nhồi sọt vào những thời điểm này. Và khi mà các bạn có thể thấy được là chúng ta phải có những cái vùng về vùng hỗ trợ này. Các bạn nhìn thấy không? Ở 1084, 1085 này này. Tại sao nó mới bật lên được? Các bạn phải chú ý rằng là tại sao những cái khu vực mà mình chia sẻ với các bạn là 1084, 1092 nó mới có những cái nhúng đấy, chúng ta mới kinh doanh được. Đã, bởi vì sao như vậy? Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn xem là trong ngày hôm qua thì cổ phiếu GE, đây là một cái cổ phiếu mà các bạn có thể thấy là khi đi về cái đúng cái dấu găm này, nó đi về trước VN Index, nó giảm trước VN Index và nó chạm đúng cái vùng dấu găm đúng không ạ?
các bạn thấy 18.45. Đấy, 18.45. Thì các bạn có thể thấy được là về đến đây thì dưới ITP có chia sẻ các bạn ạ. Đấy là 18.52. Các bạn nhìn con số vàng bên này nhé, 18.52 chính là cái dấu găm ở đây. Đấy. Và dưới ITP có chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện, đó là gì? Có những bạn xem livestream tối hôm qua rồi thì bây giờ mình sẽ nói lại thôi. Còn lại những bạn nào đang xem rồi thì các bạn đừng chia giữa để nhắc lại cho những bạn có thể xem buổi tối buổi sáng. Lý do để dưới ITP giải thích với các bạn đó là gì? GX đang có lực cầu trung hạn tại 18.5 ngày hôm qua các bạn. Nó có cần 4 tuần để tích lũy và mình cố gắng để giữ và không bị bán ở 18.85 cả nhà nhé. Đấy là điều mình giải thích cho các bạn ở trong chỗ sự cách sử dụng Ichimoku Thịnh Phát. Đó là gì? Khi thị trường nó về đấy, giống như kiểu cổ phiếu GX thì nó sẽ phục hồi. Cho nên là một lần nữa chúc mừng các bạn là nắm giữ được cái cổ phiếu GX và không bị bán ở những cái vùng 18.5. Và thậm chí rằng là các bạn đã có một cái phiên trần sau khi nó có những cái nhúng giảm điểm thì ở đâu đó 8% đến 10%. Các bạn đã thấy sự yên tâm hơn khi các bạn nắm giữ các cổ phiếu GX. Nhưng mà để nói rằng là chúng ta có mua được hay không thì tí nữa dưới ITP sẽ chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ dưới ITP sẽ chia sẻ với các bạn về mặt phái sinh VN30F1M trước khi đi đến các cái cổ phiếu. Các bạn có thể thấy là trong VN30F1M thì các bạn có thể thấy là phái sinh thì trong cái khung H1 thì các bạn có thể thấy nó đang có một cái đà phục hồi quay trở lại, đúng không ạ? Bắt đầu khi nó xuống đến 11.46 thì giữa ITP cũng đã chia sẻ các bạn là đấy là một cái vùng mà giao găm hỗ trợ, cho nên các bạn có thể thấy là 11.46 thì các bạn có thể có những cái lệnh long ở lên, đúng không ạ? Chờ 11.45, 11.46 giữa ITP đã chia sẻ với các bạn rồi. Và các bạn nếu các bạn thấy được là giá TV chia sẻ rồi thì các bạn cho hiểu một lượt like, một lượt chia sẻ nếu các bạn nào có long ở 1146 các bạn nhé. Đấy, tất nhiên là không có khớp 1145 thì khớp ở 1146. Và các bạn cũng có thể thấy là nó đang hút giá về những cái vùng dưới này rồi. Thì các bạn có thể thấy vào những thời điểm này thì đây là một cái vùng hút giá lên. Tuy nhiên các bạn có thể thấy trong cái vùng khách sạn ấy thì nó có thể về đến vùng 1173.8. Tại trên khung H1 đây các bạn này. Tất cả những con số là dưới ITV đọc ở bên trái các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là nó ở đang ngưỡng 1160 thì các bạn có thể thấy đó nó vẫn có những cơ hội quay trở lại cái vùng 1160.7. Cho nên các bạn đừng quá kỳ vọng khi điều đi lên thì đó là một cái xu hướng rất là nguy hiểm. Ở trên này nó có cặp giao găm là 120, cái cặp giao găm ở trên này các bạn này, đó là bây giờ nó lại xuống đi xuống hướng giảm nhé, là 1203.9 và 1205.8 đấy các bạn nhé, những con số của cặp giao găm này. Và càng đi lên thì các bạn có thể thấy là chỉ trong vòng mấy ngày tới thôi, các bạn chỉ cần thấy được là trong 8 tiếng đồng hồ nữa mà nó về gặp những cái vùng giao găm ở đây. Đây là một cái điều rất là rủi ro và nguy hiểm. Các bạn có thể thấy là nó có thể là tạo ra một cái đà đi xuống các bạn nhé. Nó không vượt được quá cái vùng 1205 này thì nó là một cái xu hướng đi xuống nhé. Còn các bạn kỳ vọng là kéo thẳng đứng thì các bạn hãy chờ đợi, cho còn mình thì không kỳ vọng kéo thẳng đứng. Và các bạn có thể thấy được vào những thời điểm này thì càng đi lên thì mình sẽ thấy được là một cái xu hướng nó càng vướng mắc vào những cái vùng này. Và các bạn có thể thấy là đây là một những cái vùng nằm dưới giao găm. Đấy, dưới cái cặp giao găm này. Và mình sẽ chờ đợi những cái vùng dưới này mới long được. Còn lại cái phần trên này thì mình chỉ có sọt thôi các bạn nhé. Phần trên này càng lên thì càng mình càng sọt thôi. Các bạn nhớ tiết tỉ trọng ra. Và có những bạn thì đang chờ những cái vị thế nó tốt hơn. Cái đầu tiên đó là gì? Trong ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy được là phái sinh cũng có những cái cơ hội để tăng lên. Như các bạn nhé, có những cơ hội ở đây là có những cái cơ hội để tăng lên. Nhưng mà khi tăng lên ấy, thì các bạn có thể thấy là nó đang gặp những cái vùng sáng nay mà tăng mạnh ấy, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ gặp những cái vùng ở 1173.8 và 1191 ở trên này là cái vùng giao găm ở trên này. Rồi nó cũng sẽ về quay trở lại 1160 nếu mà các bạn giống như VN-Index. Nhưng hiện tại thì nó đã bắt đầu hình thành khách sạn. Chỉ cần sáng nay tăng lên ấy, thì nó đã hình thành khách sạn hút giá về 1155 rồi. Hình thành khách sạn hút giá về 1155 rồi, 1157 rồi các bạn. Cho nên các bạn cứ bình tĩnh để các bạn chờ đợi những cái cơ hội. Chúng ta đón chờ những cái cơ hội ở phía trên cao này thì chúng ta có những cái cơ hội sọt xuống. Bởi vì dưới ITP tin rằng là những bạn mà đi đua lệnh ở đây thì thường thường không có ăn các bạn. Đua lệnh ở trong sáng ngày hôm nay rất ít khi mà có lệnh ăn, và xu hướng nó sẽ là một cái xu hướng sọt,
các bạn yên tâm là như vậy, bởi vì nó và tất cả đang nằm dưới mây. Các bạn có thể thấy là kiếm đang nằm dưới mây, chỉ cần hai dao này mà nằm dưới mây nữa thì nó sẽ tuôn tuôn đi xuống luôn các bạn nhé. Đấy, và các bạn có thể thấy là nó chỉ cần sát nhau hơn thôi. Hiện tại thì nó đang cần còn thời gian tích lũy thì nó có thể hồi quay trở lại vùng 117 73.8, và mình cho rằng mình vẫn đang chờ những cái vùng 1188 nó rất là bình thường các bạn. Đây, tại sao mình lại chờ những cái vùng đó, bởi vì đây là một cái khu vực giao găm. Mình chia sẻ với các bạn là 1188 ở đây. Đấy, mình không biết nó có xuống hay không, lên đây thì mình sẽ gia tăng cái lượng sọt thêm các bạn nhé. Mình vẫn phải chờ đợi, và thậm chí rằng có những cái vùng cả mình cả chờ đến cả 1203, 1205 rất là bình thường các bạn nhé. Đây là những cái con số mà mình sẽ chia sẻ với các bạn, thì nó có thể lên nhưng mà càng lên thì mình sẽ càng nhồi sọt vào, bởi vì mình thấy xu hướng trong một cái xu hướng hồi, đây là nhịp hồi trong một cái xu hướng giảm đi xuống các bạn. Cho nên là mình chia sẻ với các bạn là tăng bán giảm mua các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy được là tất cả các cái cổ phiếu các bạn đi về trong cái thời gian vừa qua ấy, thì những cái cổ phiếu mà mình chia sẻ các bạn bắt đáy các cái cổ phiếu chứng khoán ấy, thì cũng đã có những cái nhịp phục hồi rất là tốt. Ví dụ như các bạn có thể thấy được là cổ phiếu SSI, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn tham gia ở trên mặt thị trường, thì cổ phiếu SSI đã các bạn đã có những cái điểm mua khá tốt ở những cái vùng là 29.6 đến 31, thì hiện tại đang được 33, thì sáng nay nếu mà nó có những cái lực tăng lên ở 36.5 thì các bạn chia ra hạ thì trọng dần 36.5 các bạn nhé. Sáng nay có những lực tăng lên ở 36.5, còn bạn nào nắm giữ thêm thì nó cũng chỉ lên được khoảng 35 thì tuyệt vời quá đúng không, 35 thì tuyệt vời quá để các bạn chốt lời. Các bạn đã mua được 29.6 31, thì mình đã chia sẻ với các bạn là các cái cổ phiếu chứng khoán chúng ta đã chờ và chúng ta đã mua, thì các bạn quay trở lại những cái vùng đỉnh thì các bạn nhớ bán ha. Bởi vì chúng ta đánh trong ngắn hạn thì chúng ta cần phải như vậy, và bạn nào đánh trong trung dài hạn thì các bạn phải còn tiền để mua ở những vùng dưới các bạn nhé. Hay là cổ phiếu HCM, các bạn có thể thấy cổ phiếu HCM thì dưới ITV có chia sẻ với các bạn cổ phiếu SSI là mua ở 29.7 đến 31.4 SSI. Đấy, mình đang đọc nhầm SCM đó. Đấy, thì SSI mình đã chia sẻ với các bạn là mua ở cái vùng nào ạ, 29.7 cho đến 31.4. bạn nào là khách hàng của dưới ITP thì tham gia vào trong cái đường link ở trên comment chat, thì các bạn có thể thấy là cổ phiếu SSI khi mà về đến vùng 30 đúng không ạ, thì cũng đã cho chúng ta được những cái vùng là 30.4 này, cho chúng ta được gần 10% rồi. Đấy, và những cái lợi nhuận thì các bạn có thể thấy được là khi chúng ta chia tỷ trọng ra chúng ta mua thì vào những thời điểm này thì nó đã khá tích cực rồi đúng không ạ. Và đây là cổ phiếu HCM. Đấy, các bạn muốn biết được cái hình ảnh thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là ở trong chỗ room khách hàng rồi mình chia sẻ với các bạn, mình không để cái thông tin này đi lên các bạn nhé. Đấy, và các bạn có thể thấy là cổ phiếu HCM thì mình có chia sẻ với các bạn là từ 29.6 đến 31, thì bây giờ nó lên đến 31.5 các bạn cũng có lời đúng không ạ. 29.6 thì các bạn có thể thấy là nó về đúng 29.6 luôn á. Đấy, về đúng cái giá bên giá 29.6 luôn, đúng cái hỗ trợ nó bật lên đó. Hay là cổ phiếu SHS, mình chọn một số cổ phiếu chứng khoán các bạn, bởi vì chúng ta có cái cơ hội kinh doanh. Cổ phiếu SHS thì mình chia sẻ các bạn từ 16.2 đến 17, thì bây giờ đã có 17.7 rồi đúng không ạ. Thậm chí là có những thời điểm mà nó đã xuống đến 15.5 luôn. Đấy, 15.6 luôn. Cho nên là khi mà chúng ta đã đưa ra thì chúng ta có những cái nhịp mà chúng ta đã thấy được là mình đã nói là các bạn hãy chuẩn bị 50% tiền và margin cho nhịp mới các bạn nhé. Và các bạn cũng có thể thấy là cổ phiếu mà mình chia sẻ với các bạn đó là VND, thì mình có chia sẻ với các bạn ở vùng 20 đến 21.3 thì nó đã quay trở lại 21.85 thì đều là có những cái lợi nhuận rồi. Cho nên các bạn cắn lên để các bạn chốt lời chứ không phải là để mua vào các bạn nhé. Hay là cổ phiếu bất động sản Shell, thì mình có chia sẻ với các bạn là Shell thì nó ở vùng 22 đến 22.5 thì nó mới lên đến 21.8 thì đang là lỗ một chút xíu. Thì các bạn có thể thấy nếu mà nó phục hồi lên đến 22.5 quay trở lại, và thậm chí rằng là nó có tích cực hơn trong vòng buổi sáng, thì các bạn có thể chốt hòa hoặc là chốt có một lợi nhuận một chút xíu thôi. Đấy các bạn nhé, nếu mà hồi phục lên
nhưng các bạn phải chia ra chốt ra, đừng có để lỗ các bạn nhé, đừng có đổi lấy nhiều quá đấy. Hay là cổ phiếu thép HSG thì mình có chia sẻ với các bạn là bắt giá sàn cổ phiếu HSG. Thì còn mình có chia sẻ với các bạn bắt cổ phiếu HSG ở 20.05 cái phiên sàn, thì khi mà hàng về thì các bạn thấy về đến 20 thôi, thì chúng ta cũng phải có những cái cơ hội để khi mà nó phục hồi lên đến vùng 20.05, 20.7 thì các bạn nhớ chốt lời các bạn nhé. Và vừa rồi thì Giữa ITV đã chia sẻ với các bạn là những cái điểm mà trong cái thời gian vừa qua Giữa ITV đã chia sẻ chuẩn bị sẵn cho các bạn các cái kế hoạch giao dịch trong ngắn hạn. Tuy nhiên khi đã thị trường đã về đến những nhịp này thì chúng ta cần phải biết hồi là để bán các bạn nhé. Và một lần nữa thì chúng ta những ai đang cầm tiền hãy chờ đợi, đừng có đua FOMO. Bởi vì sao? Trong một cái sự hồi, trong một xu hướng giảm rồi nó sẽ giảm tiếp các bạn, cho nên là các bạn sẽ dính vào cái việc bull trap, cho nên là nguy cơ dính bull trap là khá cao. Cho nên là các bạn có thể thấy rằng mình đã chia sẻ với các bạn là VN-Index về đến những cái điểm mà chúng ta có những cái điểm phục hồi ấy, rất rất mạnh, thì chúng ta lúc đó chúng ta mới cân bằng trở lại. Và các bạn có thể thấy được là cái việc mà nó về đến cái vùng 1084, 1085, 1092 này này, đấy mà là cơ hội chúng ta giải ngân khi họ bán tháo, khi họ mất 1.001, đúng không ạ? Cho nên là vào những thời điểm này thì thị trường có hồi lên thì chúng ta nhớ canh thủ bán các bạn nhé. Các bạn đừng có quá quan tâm về mặt chỉ số, nó hồi lên thì để bán thôi các bạn nhé, trong một cái xu hướng giảm này. Thì các bạn nhớ đủ cái sự kiên nhẫn. Nếu các bạn không đủ kiên nhẫn, các bạn hãy liên hệ với Giữa ITV qua số điện thoại trên màn hình. Nếu các bạn thấy video này hay vào một buổi sáng thì Giữa ITV các bạn cho những cái comment và cho những trái tim màu tím để Giữa ITV tiếp tục chia sẻ các bạn, cống hiến cho các bạn, cho cộng đồng những video như thế này. Trong những cái giờ phút Giữa ITV đã dậy sớm và chia sẻ cùng các bạn. Một lần nữa xin chúc các bạn giao dịch thành công và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.